Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVbit. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức lễ công bố quyết định về việc phân công đồng chí Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay đại tướng Lương Cường, người vừa được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, khi ông Trần Cẩm Tú làm Thường trực Ban Bí thư thì chiếc ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trống. Vậy ai sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất ở vị trí này? Câu trả lời sẽ có trong video. Ai sẽ làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay thế ông Trần Cẩm Tú tới đây. Theo như quy định thì chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần có các tiêu chuẩn sau đây. Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư hoặc ủy viên ban chấp hành Trung ương, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực có trình độ lý luận chính trị cao, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có năng lực tham gia hoạch định chiến lược phát triển của đất nước cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối chủ trương chính sách của đảng trong lĩnh vực được phân công phụ trách phối hợp hài hòa hiệu quả mối quan hệ công tác giữa các ban đảng cơ quan nhà nước mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giữa trung ương và địa phương đã tham gia ban chấp hành trung ương chọn một nhiệm kỳ trở lên, đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy, hoặc trưởng các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, hoặc phó trưởng ban đảng trung ương, hoặc cấp thứ trưởng và tương đương. Vậy với những tiêu chuẩn nêu trên thì ứng cử viên nào sáng giá nhất có thể thay thế ông Trần Cẩm Tú giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Nguyễn Duy Ngọc, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Duy Ngọc chính là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế vị trí của ông Trần Cẩm Tú để lại bởi ông hiện tại đang giữ chức tránh văn phòng Trung ương Đảng, một chức vụ khá quan trọng khi trực tiếp tham mưu giúp việc ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là bộ chính trị, ban bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng. Đi kèm với đó, ông còn từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an nên rất thích hợp với vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Điều thiếu của ông Nguyễn Duy Ngọc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, bởi đa phần từ trước đến nay thì người giữ chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn có chân trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên hiện tại thì điều này cũng không quá quan trọng bởi có thể bờ bổ sung sau như trường hợp của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ trưởng công an huyện Thanh Trì, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67, công an thành phố Hà Nội các năm 2009, 2010, 2011, hàm thượng tá, năm 2012, hàm đại tá. Ngày 6 tháng 3 năm 2013, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ngày 16 tháng 1 năm 2014 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thay cho Thiếu tướng Trần Thùy xin nghỉ hưu trước tuổi. Ngày 28 tháng 11 năm 2016 được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Bộ Công an giới quyền tổng cục trưởng là Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Năm 2017, Nguyễn Duy Ngọc được thăng quân hàm thiếu tướng. Tháng 1 năm 2018 là thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, làm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an Việt Nam. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông cùng với Trung tướng Lương Tam Quang cùng quê ở Hưng Yên được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đầu tháng 12 năm 2019, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thay Trung tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức tránh Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Lê Minh Hưng. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, được bầu giữ chức danh Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc, tránh văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 làm ủy viên Ban bí thư khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Phan Đình Trạc, trưởng Ban nội chính Trung ương Ông Phan Đình Trạc cũng là một ứng cử viên để thay thế cho chiếc ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà ông Trần Cầm Tú để lại. Bởi hiện tại, ông Phan Đình Trạc đang giữ chức trưởng ban nội chính Trung ương và phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Cho nên, nếu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sẽ không quá bỡ ngỡ trước công việc mới. Ông Phan Đình Trạc sinh ngày 25 tháng 8 năm 1958 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 10 năm 1975 cho tới tháng 8 năm 1980, học viên, tiểu đội phó, trường đại học an ninh nhân dân. Từ tháng 9 năm 1980 cho tới tháng 10 năm 1981, cán bộ bộ nội vụ bộ công an công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 1981 cho tới tháng 4 năm 1988, cán bộ đội bảo vệ kinh tế, đội phó năm 1983, rồi bí thư chi bộ và đội trưởng đội an ninh năm 1984, ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm 1985. Từ tháng 5 năm 1988 cho tới tháng 10 năm 1997, Bí thư Đảng ủy, tháng 8 năm 1989, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 11 năm 1997 cho tới tháng 1 năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ, tháng 8 năm 1998, rồi Bí thư Đảng ủy, tháng 12 năm 2000, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tháng 11 năm 1999, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, tháng 1 năm 2001. Từ tháng 2 năm 2001 cho tới tháng 9 năm 2005, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Đảng ủy, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11. Từ tháng 10 năm 2005, giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 12. Ngày 17 tháng 10 năm 2010, được bầu làm bí thư tỉnh ủy Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 12 năm 2010 cho tới tháng 1 năm 2013, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 17, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Ngày 20 tháng 2 năm 2013, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và được Bộ Chính trị điều động làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ngày 21 tháng 1 năm 2015, nhận nhiệm vụ là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giúp điều hành khi ông Nguyễn Bà Thanh nghỉ chữa bệnh. Ngày 8 tháng 9 năm 2015, được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 8 tháng 2 năm 2016, được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bầu bổ sung Phan Đình Trạc làm ủy viên Ban Bí thư. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Những ứng cử viên khác Ngoài hai ứng cử viên sáng giá nêu trên thì cũng có nhiều trường hợp đủ tiêu chuẩn trở thành tân chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 18 tháng 2 năm 1957, quê quán Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Thắng từng kinh qua các vị trí tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Thủ viện Khoa học Xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1995 cho tới năm 2007. Từ năm 2007 cho tới năm 2011, ông làm phó chủ tịch rồi chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và từng làm thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2017. Ngày 5 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị ra quyết định ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay ông Đinh Thế Huynh. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, Ông Nguyễn Hòa Bình cũng được xếp vào danh sách này bởi ông từng có nhiều năm làm công an rồi chuyển qua viện kiểm soát, tranh án tối cao và hiện tại đang là phó thủ tướng thường trực. Tuy nhiên cơ hội không quá cao bởi ông mới được bổ nhiệm làm phó thủ tướng ở đây. Nếu tiếp tục luân chuyển công tác thì sẽ làm xáo trộn công việc rất nhiều. Một trường hợp khác cũng có khả năng xảy ra đó là ông Trần Cẩm Tú kiêm cả hai chức vụ đó là thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Đến khi nào hết nhiệm kỳ thì sẽ bầu ra chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương mới. Như vậy sẽ không khiến công tác nhân sự bị xáo trộn nhiều. Trong quá khứ thì điều này cũng đã từng có tiền lệ khi bà Trương Thị Mai từng giữ chức thường trực ban bí thư lẫn trưởng ban tổ chức trung ương. Trên đây là những ứng cử viên sáng giá thay thế cho chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Nếu có ý kiến khác, quý vị đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBit. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.